Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ thì trước khi mà chúng ta bước vào một cái tuần mới thường có rất nhiều điều thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin như là tình hình của Bitcoin hiện bây giờ chúng ta thấy Bitcoin có có sự xuống giá là 7% tối ngày hôm qua thì điều này có phải là cái sự mà điều chỉnh chúng ta đang trông chờ hay là không chúng ta cũng sẽ nói về những cái yếu tố mà dẫn đến rất nhiều những tổ chức đầu tư muốn mua Bitcoin thời điểm bây giờ các bạn cũng đã biết là chúng ta nói trong cái video ngày hôm qua là tại sao mà có nhiều tổ chức đầu tư quan tâm đến khi mà họ muốn đưa tiền vào trong thị trường này tức là Bitcoin thì chúng ta nói tới những cái yếu tố tại sao mà họ lại muốn làm như vậy chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin khác như là thường có đăng một cái bài ở trên mạng xã hội là bốn từ nguy hiểm nhất trong lĩnh vực đầu tư là lần này sẽ khác thường sẽ chia sẻ thêm ý nghĩa của cái câu nói này và thường cũng sẽ chia sẻ về cái phân bổ đầu tư của thường hiện bây giờ là như thế nào cũng như chúng ta sẽ nói tới altcoin và ethereum và đặc biệt chúng ta sẽ nói tới bitcoin storage tình trạng thiếu Bitcoin bây giờ là rất là nghiêm trọng Nhưng mà cái video này cũng sẽ khá dài cho nên tôi sẽ chia ra làm 3 phần 3 video khác nhau để các bạn dễ dàng theo dõi hơn Mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển hay là nếu các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội thì các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Twitter, Facebook và Telegram. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn bấm vào cái link phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là tham gia vào sàn margin FX bạn có thể đăng ký à, để được vào nhóm nhà hỗ trợ cũng như là nhận các tính nhân truyền miễn phí hay là các bạn có tham gia vào sàn Binance để được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi. Những thông tin khác như là kiểu sàn Bybit, Bitja, Coinbase, Mitano và nhiều BlockFi sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Các bạn có thể bấm vào để tìm hiểu thêm. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ giá cả của Bitcoin thì các bạn thấy là lúc mình làm video này thì Bitcoin có mức là khoảng 18.570 đô. Thì chúng ta thấy là cái đây khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ thì Bitcoin đã có một cái đợt xuống giá liên tục trong nhiều giờ tiếng đồng hồ xuống tới cái mức thấp nhất là xuống khoảng chừng là 7% từ cái mức là các bạn thấy là 18.900 đô. Bitcoin vẫn chưa thể chạm được cái mức là 19.000 đô thì Bitcoin đi xuống khoảng chừng là 7% xuống cái mức thấp nhất là khoảng 17.600 đô nhưng mà sau đó các bạn thấy rất rõ ràng là giá của Bitcoin đã hồi phục lại rất là nhanh và bây giờ đã đi ngược trở về cái mức là 18.500 đô. Hầu như Bitcoin rất là muốn thử lại cái mức là 19.000 đô này mặc dù là chúng ta vẫn chưa chạm được 19.000 đô của đợt tăng trưởng lần này. Chúng ta chỉ xoay quanh cái mức là 10 8.900 đô thôi và cái mức hiện bây giờ thực sự rất là cao. thường sẽ chia sẻ thêm về cái vấn đề một lát nữa nhưng mà bây giờ các bạn thấy được chúng ta có cái sức mua rất là mạnh đến từ những nhà đầu tư lớn tôi đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua là những người bây giờ mua thì mọi người đều tin tưởng là cái sức mua đã đến từ những tổ chức đầu tư những người mà có tiền họ mua và lưu trữ số lượng lớn của bitcoin và họ có rất nhiều lý do tại sao mà họ lại phải mua một những lý do đó chính là liên quan đến cái sự lo sợ là đồng đô la bị mất giá lo sợ lạm phát và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái thông tin như là đây là cái chia sẻ gần đây nhất của federal reserve có nghĩa là cục viên bang của hoa kỳ thì các bạn thấy được là trên màn hình này là một cái biểu đồ đã có hai cái đường đường màu vàng này đó chính là giá của bitcoin cái đường màu trắng này đó chính là cái con số mà người ta gọi là fed balance sheet có nghĩa là cái con số mà cân bằng kế toán của cục dân bay con hoa kỳ thì cái mà kế toán như là gì nghĩa là cái số nợ mà cục dân bay con hoa kỳ mua uh, trở về và để vào cái giấy tờ kế toán của họ các bạn thấy được là chúng ta thường hay nói cái đơn giản là fed in tiền và vào trong thị trường nhưng mà trên căn bản không phải là fed in tiền rồi đem tiền đó đưa vào trong thị trường mà fed uh, bằng cách là mua lại những cái trái phiếu đến từ chính phủ hay đến từ những công ty sau đó họ sẽ ghi những trái phiếu đó vào trong cái cột gọi là asset. Tương như cái cột này là tài sản của fed nhưng mà ngược lại bên kia họ sẽ ghi cái giấy nợ tại vì đem một cái nợ mà họ cần chính phủ hay là cần những công ty đó trả tiền lại cho fed để mà hoàn lại cái số tiền mà họ đã đưa cho những công ty này. Đây là cái cách mà fed in tiền bơm vào trong thị trường thì các bạn cần phải thấy được ở đây là cái số tiền mà Fed mua lại những cái trái phiếu thì rất là nhiều Các bạn thấy được là bắt đầu từ khi dịch bệnh xảy ra thì đã có sự tăng vọt Đó chính là cái lúc mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Đột nguyên có một cái số tiền lớn được bơm vào trong thị trường và mua lại rất nhiều trái phiếu Đây là cái thời gian mà dịch bệnh vừa mới xảy ra và cũng trùng hợp các bạn thấy được là Khi mà Fed càng ghi nhiều nợ, Fed càng bơm nhiều tiền cho thị trường thì giá của Bitcoin như thế nào? Giá Bitcoin thì lại tiếp tục tăng lên. Lý do là tại vì các bạn thấy được là Fed càng in nhiều tiền thì sẽ dẫn đến là làm phát càng cao, sẽ dẫn đến là tất cả tài sản đều sẽ tăng giá. Và trong đó đương nhiên Bitcoin là một trong những cái tài sản mà chúng ta rất quan tâm đến là cũng có sự tăng giá khi mà Fed in ra nhiều tiền. Một dẫn chứng khác nếu tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn thấy được là đây là một cái biểu đồ khác thì cũng nói lên cái điều tương tự. Thì cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là bao nhiêu tiền thật sự là được in ra các bạn thấy được đây là cái số tiền mà thật sự là in ra chứ không phải là chỉ ghi ở trên giấy tờ thì các bạn thấy được là cái số tiền mà được in ra chỉ trong năm nay thôi là đã là con số là 21% của tất cả đồng đô la được in trong lịch sử của Hoa Kỳ. Các bạn có thể thấy được là chỉ trong năm 2020 thôi, cái cột mà màu xanh dương này các bạn thấy là đã cho chúng ta thấy cái sự in tiền là nhiều đến cỡ nào. Đây là cái số tiền mà thực sự được in ra. Thì các bạn thấy được là cái con số mà in ra năm nay à, vì dịch bệnh, vì sợ là khủng hoảng tài chính xảy ra, cái con số tiền đó in ra đã là 21% của tất cả số tiền mà được in ra trong à, lịch sử của Hoa Kỳ, các bạn thấy được là là con số tiền in ra rất là kinh khủng trong vòng chỉ một năm nay thôi. Cho chúng ta thấy được là cái sự in tiền thực sự là rất nhiều. thì những điều này là sẽ dẫn đến là rất nhiều những cái tổ chức đầu tư họ rất là lo sợ lưu trữ tiền mặt, dẫn đến là các bạn thấy được là nhiều công ty lớn bây giờ như là Microsoft, hay là nhiều công ty khác. Tha là họ lưu trữ những cái loại tài sản mà có thể là có sự dao động giá cao như là Bitcoin nhưng mà ít ra thì cũng không có bị mất giá, bị lạm phát như là tiền pháp định. Đây là một trong những cái yếu tố rất quan trọng mà các bạn thấy là nhiều người ồ ạt đổ vào trong thị trường này để mà mua tích chữ Bitcoin và những người đó là những người mà dẫn đầu những cái quỹ đầu tư lớn, những công ty lớn mà họ có tiền. Thì một điều khác nữa có thể nhiều bạn muốn hỏi là tại sao chúng ta quan tâm đến lạm phát của Hoa Kỳ tại sao mà không nói tới những cái làm phát của những nước khác hay là chúng ta chỉ nói tên đô la, các bạn thấy được là đồng đô la in nhiều thì có liên quan gì đến những cái đồng khác như là các bạn đang ở quốc gia của mình như là các bạn ở Pháp, ở Đức, ở Ý vân vân thì đồng đô la in nhiều thì liên quan gì đến các bạn? Thực ra mà nói là các bạn cần phải nhìn vào cái tỷ lệ mà trao đổi giữa đồng đô la với tiền pháp định của quốc gia của các bạn. Nếu như mà các bạn thấy được là nhiều dẫn chứng và sự thật là đồng đô la được in rất là nhiều trong năm nay để mà chống lại dịch bệnh. À, lạm phát sẽ rất rất là cao mà các bạn thấy được là cái tỷ lệ giao dịch giữa đồng đô la và tiền pháp định của các bạn là vẫn là bằng nhau như là trước đây thì các bạn cũng có thể hiểu được là tiền pháp định của các bạn cũng đang bị lạm phát chỉ là hoa kỳ là một trong những quốc gia mà công khai hơn về việc là hình bao, bao nhiêu tiền nhiều quốc gia khác không có công khai như là Hoa Kỳ cho nên các bạn có thể nghĩ là quốc gia của mình không có làm phát nhưng mà nếu các bạn so sánh đồng đô la các bạn có thể rất dễ dàng thấy được là nếu như mà cái tỷ lệ cũng giống nhau trong khi mà đồng đô la được in ra quá nhiều thì đương nhiên là tiền phát được các bạn đang giữ trong tay cũng đang bị làm phát chỉ là các bạn không biết mà thôi và nhiều người uh, thì nói là chúng ta ở những cái nước gia khác thì không có nhiều thuế như là Hoa Kỳ Hoa Kỳ thì đóng quá nhiều thuế các bạn thấy được các bạn đi làm là phải đóng thuế các bạn đi chợ là phải đóng thuế các bạn sử dụng tiền là phải đóng thuế khi cả khi các bạn chết thì bạn cũng phải đóng thuế thì Hoa Kỳ là một nước mà đánh thuế quá nhiều nhưng mà thật ra mà nói đó là những cái thuế mà các bạn có thể thấy được à, nhìn vào một câu cảnh khác nữa khi mà chúng ta nói về phần trăm làm phát đó cũng là một loại thuế chỉ là các bạn à, không thấy được tự mắt mà thôi đó là một cái thuế còn nặng hơn là nhiều cái loại thuế khác cho nên các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta đột ngột có cái nguồn cầu tăng lên như vậy và có nhiều người muốn mua số lớn Bitcoin để mà lưu trữ thì giá bị đẩy lên cũng là một chuyện mà chúng ta đang chứng kiến. Thì đây là một điều mà chúng ta đã nói tới trong video ngày hôm qua tôi đã chia sẻ những bên nào mà chưa có xem cái video ngày hôm qua thì cũng nên dành thời gian để mà xem để hiểu rõ hơn là ai đang mua ở trong thời điểm này và có những dẫn chứng như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái tình hình giá cả thì cái giá bây giờ thực sự mà nói là nhiều bạn thì vẫn đang luôn trông chờ có mức là 20.000 đô tại vì đó là cái mức mà nhiều người muốn thấy Bitcoin phá đỉnh cũ lập đỉnh mới. Nhưng mà thì bây giờ các bạn thấy được cái mức giá là 18.700 đô thì là một cái mức giá coi như là cũng cực kỳ cao rồi. Các bạn thấy được là mức giá Bitcoin mà trên 18.700 đô thì trong lịch sử 11 năm qua của Bitcoin thì giá Bitcoin chỉ trên cái mức 18.700 đô là chỉ thời gian chỉ có 31 tiếng đồng hồ mà thôi các bạn thấy được chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin thì các bạn thấy được là năm 2017 thì cái thời điểm mà Bitcoin có cái giá là trên 18.700 đô thì cái thời điểm đó các bạn thấy được là chỉ trong phạm vi 4 ngày là từ ngày 16 tây tháng 12 đến ngày 20 tây tháng 12 và trong cái thời điểm này các bạn hiểu của năm 2017 thì Bitcoin mỗi ngày chỉ trên cái mức 18.700 đô chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi. Và gần đây nhất các bạn thấy được là của năm 2020 này thì Bitcoin cũng trên cái mức là 18.700 đô cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Các bạn thấy được là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, 10 tiếng 11, 12, 13, 14. Chỉ có 14 tiếng của năm 2020 này là giá Bitcoin trên 18.700 đô cộng với đây năm 2017 thì... Tóm lại, Bitcoin ở cái mức bây giờ là cực kỳ cao Tuy là mọi người vẫn đang tiếp tục nhìn vào cái mức giá là 20.000 đô Để cho các bạn thấy được là Bitcoin qua đỉnh cũ lập đỉnh mới Nhưng mà Bitcoin có mức là trên 18.700 đô Thì một mức là cực kỳ cao ở thời điểm bây giờ rồi Tại vì trong lịch sử một năm qua Chỉ 31 tiếng đồng hồ là Bitcoin có cái mức giá trên cái mức 18.700 đô thôi Và tôi muốn chia sẻ các bạn là cái thời điểm bây giờ thì đã có 176 bạn bỏ phiếu cho cái câu hỏi là nếu bạn đang ho đồ Bitcoin thì bạn sẽ chốt lời ở cái mức nào thì các bạn thấy được là cuối cùng thì 176 bạn đã bỏ phiếu và hơn 50% của tất cả các bạn thì nói là đợi Bitcoin lên 20.000 đô thì mới bắt đầu chốt lời còn phần còn lại các bạn thấy được là khoảng chừng là 9,6% là nói là đã chốt lời rồi còn 11,36% nói là sẽ chốt lời trong phạm vi là 17.000 2,84% nó sẽ chốt lời trong phạm vi là 18.000, 16,48% nó là sẽ chốt lời trong phạm vi 19.000 và khoảng trên 9% là nói là đợi BTC về đúng 20.000 đô thì mới chốt lời. Có nghĩa là ít ra thì trong cộng đồng của Thuong Capital 17% bỏ phiếu thì hơn 50% của các bạn là nói là bây giờ là không có chốt lời, chờ Bitcoin trên 20.000 đô thì mới chốt lời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là Bitcoin thì Đương nhiên các bạn thấy là tăng trưởng rất là mạnh trong cái thời gian qua Tuy là chúng ta thấy là Bitcoin tối ngày hôm qua để thường trở về cái biểu đồ thì các bạn thấy được là Bitcoin Tuy chúng ta thấy là tối ngày hôm qua thì Bitcoin có sự xuống giá là khoảng chừng là 7% Thì nhiều bạn hỏi thường là có phải đây là cái đợt điều chỉnh mà mọi người đang chờ đợi hay không Thì không phải đấy các bạn, tại vì khi Bitcoin điều chỉnh thì cái phần trăm nó sẽ cao hơn rất là nhiều Chứ không phải là chỉ có 7% Cho nên cái đợt này thì thực sự mà nói là các bạn thấy là giá đi lên rất là nhanh trong cái phạm vi 2 tuần qua thì điều chỉnh là một điều cũng khó tránh nhưng mà khi nào điều chỉnh và điều chỉnh sau bao nhiêu đương nhiên đây là một điều mà không ai biết trước được nhưng mà các bạn lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ có một đợt điều chỉnh đương nhiên các bạn thấy được là bây giờ là giá là 18.500 đô 18.700 đô thì có thể điều chỉnh ở cái mức này hay là đợi lên tới 19.500 đô mới điều chỉnh hay là thậm chí lên tới đúng 20.000 mới điều chỉnh nhưng mà ít ra thì dựa theo 176 bạn thì nếu như mà nhiều bạn đang chờ đợi Bitcoin trên 20.000 đô để chốt lời thì cái mức điều chỉnh cho thay Bitcoin qua khỏi 20.000 đô có thể lên tới 20 24 000 đô thì lúc đó có thể là nhiều người chờ sẵn để mà chốt lời đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn dựa theo cái kết quả bỏ phiếu trong vòng mấy ngày qua ở trên trang web của capital com